Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thám hiểm nhiệm vụ thiếu niên cưỡi sóng. Và để nhận cái nhiệm vụ này, anh em cần đến một nơi rất là nguy hiểm, đòi hỏi chúng ta phải trang bị trong người rất là nhiều vật dụng có giá trị. Và anh em phải tập trung rất là dữ dội. Và chúng ta sẽ bay đến vị trí, đó chính là những người đàn ông phụ nữ đang nói chuyện. Đây, chỗ này tọa độ đó chính là 692 459. Và chúng ta bấm vô A Ngu Tẩu, người mẹ lo nghĩ. Lo thật, mấy đứa bé này thật khiến cho người ta lo lắng. Nghe xem họ đang thảo luận về chuyện gì. Thằng nhóc nhà ta tan học về nó không có về nhà, chắc muốn ăn đòn ở đây. Tiểu giác nhà ta cũng vậy, chắc không phải là con trai người đã làm hư tiểu giác nhà ta phải hay không? Đừng có trách nhau nữa, tiểu khởi vẫn chưa về, tìm người quan trọng hơn. Vấn đề là không tìm được, gần đây về nhà lúc nào cũng vẫn hiểu, cũng không biết đi đâu nữa. Đúng, hỏi cũng không nói, trong dài toàn là đứt cát. Đúng là các phụ huynh lo cho con, nhưng mà làm cái lo lắng như thế này thì chúng ta cảm giác nó quá là khó khăn, đúng không anh em? Khi mà trẻ con đi đâu về mình phải từ từ, con sao hôm nay sao người dơ vậy, tâm sự với ba với mẹ đồ này nọ. Chứ làm như vậy thì con của mình nó không có dám nói chuyện, nên là nó sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng mà thôi, gác chuyện đó qua bên. Chúng ta đã nhận được một cái nhiệm vụ, đó chính là thiếu niên cưỡi sóng. Đây, mấy người thanh niên trong thành Sulan tụ tập lại đang nhiệt tình thảo luận. Hình như họ nhắc đến bọn trẻ dạo này rất là kỳ lạ, thường về rất là khuya, ban ngày không thấy đâu. Trong đó một phụ huynh bảo trong dài của con họ đều có rất là nhiều cát, có lẽ đã đến vịnh tịch ngữ chăng? Ok, chúng ta hãy cùng xem chúng ta đến vịnh tịch ngữ coi như thế nào. Tọa độ là 396-263. Sau đó là chúng ta đi đến những cái chỗ cái ghế đâu này nọ nè, thấy không? Đó, thấy bốn cái ghế đúng không? Đó, chúng ta thấy anh gấu rất là đẹp trai, ngồi sớm. Chúng ta phát hiện một vật gì đó rất là sáng và chúng ta bấm vào. Chúng ta nghiên cứu xem vật đó là gì. Đây, chúng ta đã nhận được một khăn tay của trẻ em. Khăn tay đáng yêu. Wow. Tìm thấy một chiếc khăn tay trên bãi biển vịnh tịch ngữ. Bên trên có chữ thiên tài vô địch giác giác. Nhớ không lầm, mấy phụ huynh trước đó từng nhắc đến tên này. Lúc này nếu dùng điều tra thì có lẽ tìm thấy cô gái nhỏ này. Ồ, giác giác là con gái à anh em. Thì bây giờ mình sẽ bấm thám thính nha anh em. Rồi ok, lúc này là chúng ta sẽ cùng bấm vô do thám. Đó là chúng ta sẽ thấy những cái dấu chân nho nhỏ, đi đến đâu nó sẽ hiện ra đến đó. Lại tiếp tục bí ẩn rồi anh em ạ. Rồi chúng ta di chuyển lên đây. Đấy, khá là mất dấu rồi. Đâu rồi? Này, đây. Chưa vô cỏ nên không thấy anh em. Ồ, đấy, tiểu giác. Ồ, tiểu giác ơi, em làm gì đó? Em làm gì mà trông bãi cỏ vậy em? Có mấy thằng dê chổng đó kìa. Ngươi là tiểu giác đúng không? Ngươi là ai? Ngươi là người cha mẹ ta cử đến bắt bọn ta sao? Tiểu giác dễ thương quá không? Cha mẹ ngươi lo lắng, vẫn đang tìm ngươi đấy. Hừ, người lớn các người đều là kẻ xấu, ta không tin các người đâu. Sao vậy em? Gì vậy? Ngươi tránh ra, ta không thể để ngươi ngăn bọn ta đâu. Các ngươi còn ai khác không? Không, là ta. Người lớn các ngươi đáng ghét nhất. Bị người lớn bắt nạt hả? Người lớn các ngươi chỉ suốt ngày ép bọn ta làm những chuyện mà bọn ta không muốn làm. Cha mẹ ta cũng vậy. Ta giúp ngươi nói với cha mẹ được không? Người lớn chỉ biết nói dối, ta sẽ không tin ngươi đâu.
hình như hết cách rồi anh em. Tiểu Giác là cô bé ngoan, có thể theo ta về nhà được không? Ừ, được được. Được cái đầu ngươi. Ban đầu tôi cứ tưởng nó dễ dãi anh em, mà giờ chắc tôi phải dùng biện pháp mạnh quá. Mọi người ơi, chạy đi nào. Ôi nó chạy kìa anh em. Ôi nó có cái gì đây? Có cái gì đây? Có cái gì đây? Có cái gì đây? Tôi mới phát hiện ra một cái gì đấy. Chúng ta sẽ đi nhặt giấy thôi. Hình như có một miếng giấy đó. Rồi, chúng ta sẽ thấy được dòng chữ cũ, bấm dùng rồi được gì? Danh sách: Tiểu Trì, Cá Trình, Miso, Tiểu Khởi, Trang Phục Nhóm, Chán Chán, Rương Gỗ, Bến Đò, Hổ Nữ, Mua Dụng Cụ. Rồi, chúng ta làm gì đây? Thám hiểm ha. Đây, thiếu niên gửi sống. Đâu, nhiều vậy? Trời, nó nhảy hơi bị nhiều anh em. Phải rồi chưa? Theo dấu vết, tôi tìm thấy Tiểu Giác cạnh một khúc gỗ. Phía bên kia khúc gỗ là một vài bạn nhỏ khác. Tôi khuyên chúng về, cha mẹ chúng có lẽ đang lo lắng lắm. Nhưng Tiểu Giác không nghe, còn kéo theo các bạn chuồn mất tiêu. Nhưng chúng đánh rơi một giấy nhắn, có lẽ là mình mới tìm ra chúng. Đó là một tờ giấy nhắn, trên đó tô các chữ loạn cả lên. Thử mở ra giấy nhắn bị bỏ, xem bên trong có mình mối không. Giấy nhắn thì có là Tiểu Trì nè, Cá Trình Miso nè, Tiểu Khởi nè, Trang Phục Nhóm nè, Chán Chán là Bến Đò, Rương Gỗ nè, Hổ Nũ là Mua Dụng Cụ nè. Chúng ta sẽ đến những cái nơi này tìm hiểu nha anh em, chắc sẽ có kết quả. Rồi, chỗ đầu tiên của chúng ta đó chính là 622331. Tọa độ có một anh bạn đã bị đau bụng. What? Thực khách đau bụng. Ải chỉ. What the f***? Ây da, đau quá. Hỏi xem có cái gì không. Lúc nãy có một đứa bé mua bánh cá trình ba râu va vào ta. Cú va chạm này không hề nhẹ. À, ông này là bị nhóc đụng trúng chứ không phải là ăn vô bị ải chỉ anh em. Đứa bé có nói gì không? À, cứ nói là bến đò gì đó. Ta cũng không nghe rõ nữa. Dù gì cũng chỉ va vào ta thôi. Bến đò, ok. Chúng ta sẽ đi đến bến đò. Để coi coi, có cái gì mới không? À, đây. Từ điều tra kình ba khách, tôi có được manh mối của chúng là đến bến đò. Rồi chúng ta sẽ thử đến bến đò coi. Rồi ok, sau một thời gian tìm kiếm thì cua đã tìm thấy được anh công nhân mệt mỏi. Ôi, mệt quá đi mất. Hỏi xem có gì. Có chuyện gì? Lúc nãy có một gã trộm một gì? Lúc nãy có một gã trộm một của ta một chiếc gương gỗ. Ủa là sao ba? Một gã trộm một của ta là sao? Có một gã trộm một của ta. Có hiểu vậy ba? Lúc nãy có một gã trộm một chiếc gương gỗ của ta đúng không? Nói tiếng Việt mà tôi còn khó đọc lẻo lẻo lum nè. Hả? To gan vậy. Chứ gì nữa, quan trọng là gã đó chạy rất là nhanh. Ta mà trẻ hơn 10 tuổi, không, 5 tuổi. Ghê à ba, ông này chắc cũng 20 tuổi á, trẻ 10 tuổi là không 10 tuổi á. Ta chắc chắn sẽ không để hắn chạy thoát. Ồ, đứa bé đó có gã trộm mà kêu đứa bé đó có nói gì không hả? Má ơi, cái phần dịch thuật này là chúng ta cũng hơi bị nhức não nha. Cũng nhờ mấy cái phần dịch thuật nhức não này cô mới có công việc để làm cho anh em, đó chính là làm video. Cho anh em thấy nó dịch thuật kiểu này sao mình kiếm manh mối này. Có nói là tự do gì đó. Tự do gì đó hả? Kỳ vậy. Tự do hả? Tự do là gì? Đây. Từ nhân chứng kho bến đò có manh mối tự do. Tự do, cái này mình cũng không biết nghĩa là gì. Nhưng mà chúng ta gặp được hai người, một người là ở chỗ Cá Trình đúng không? Đó, rồi một người là ở chỗ bến đò. Bây giờ là còn Tiểu Khởi là Trang Phục Nhóm với lại Mua Dụng Cụ, để mình chạy thử vô cái chỗ mua sắm rồi coi có manh mối gì hay không. Ở đây đang có một chị bạn
nhà buôn gian xảo ghê à. Hey, hôm nay muốn mua gì đây khách quan? Hỏi xem coi có gì bất thường không. Đứa bé à, ý ngươi là đứa bé hào phóng lúc nãy đó hả? Hào phóng, nói cho ta nghe xem. Đứa bé đó mua của ta 5 bộ đồ ra khơi. Ngươi thấy đó, cửa tiệm của ta cả nửa tháng này chưa bán được 10 bộ mà nó mua 5 bộ, ghê chưa? Đồ ra khơi à, ra biển à. Ok, sau khi mà chúng ta đến tiệm thời trang điều tra từ một nhân chứng có được manh mối ra khơi, vậy còn cái cuối cùng là cái mua dụng cụ, để coi coi cái chỗ nào mà nó bán dụng cụ để mình điều tra. Rồi, có một phát hiện mới anh em, là đến chỗ anh công nhân lắm lời ở vị trí đó chính là 620-429. Là ngoài đây nè, ngoài đây đi vô nè. Nhỏ kia, nhỏ gian xảo nè, tụi bên đây. Đó, rồi chúng ta vô. Sao, lại muốn mua gì? Ngươi là hỏi xem có gì bất thường. Xin lỗi, lúc nãy có một đứa bé đến mua dụng cụ, cái gì đó cũng không biết. Miêu tả thì hơi là mơ hồ, ta giải thích cả buổi trời. Cuối cùng chỉ mua một ít dây thần. Rồi cái cờ lơi rồi đi. Đứa bé đó có nói gì không? Cũng không biết nữa. Tại vì không có hiểu gì hết. Ta làm mệt quá trời luôn nên là không để ý. À hình như là nó nói là thám hiểm gì đó. Ta cũng không để ý lắm. Đứa bé đó hình như là nhà thám hiểm của các người à. Rồi sau khi mà chúng ta nói chuyện với anh đó xong thì chúng ta không hiểu luôn. Tự nhiên nó tự chạy luôn anh em. Nó tự chạy luôn á anh em, tôi không bấm vô luôn nha. Để coi chạy đi đâu. Chạy đâu đây các bạn? À kìa kìa kìa, tụi nhỏ kìa. Thấy rồi thấy rồi. Các em ơi. Các em đi đâu đó? Em ơi. Các em ơi, đi đâu vậy? Rồi thấy tụi nhỏ nè. Đây, tiểu giác. Ôi, kẻ xấu tới rồi. Ta không phải kẻ xấu, ta đến đưa các người về nhà. Tiểu giác không về nhà đâu, mọi người cũng không muốn về nhà. Làm gì đây? Sao lại đến nữa rồi? Ta biết kế hoạch của các ngươi rồi. Lại muốn lừa chúng tôi quay về đúng không? Bạn nói xem. Các ngươi muốn trộm cái trình miso. Các ngươi muốn bỏ nhà ra đi. Này đúng hơn. Ngươi sao ngươi biết? Cho dù ngươi biết cũng không có làm gì được chúng ta đâu. Nhưng cha mẹ của các bạn đã biết rồi. Cái này là nói dối. Sao bạn lại tố cáo? Không chơi với bạn nữa. Rồi khóc. Cha mẹ chắc chắn sẽ đánh tôi. Cho nên theo tôi trở về đi. Làm sao? Tiểu giác không muốn bị đánh. Đừng nghe là anh ta nói. Nhất định là gạt chúng ta đó. Đúng vậy, cha mẹ ở đâu chứ? Tại sao tôi không thấy họ? Nguy rồi, lộ tẩy rồi. Vậy nên hãy về nhà đi. Nếu mọi người muốn ra khơi thám hiểm, tôi có thể tìm một số nhà thám hiểm đưa mọi người đi. Nói dối, người lớn chỉ nói dối thôi. Mẹ tôi cũng từng nói sẽ dẫn tôi đến Vinh Chan, nhưng mẹ chưa bao giờ dẫn tôi đi. Rồi, vậy mình sẽ dẫn mấy nhóc này đi Vinh Chan thôi anh em. Tóm lại là không có chịu về. Nó làm khi ghét không anh em. Không chịu về anh em. Rồi, cuối cùng thì mình cũng lôi ông già bà già nó ra, nên là hai bên cũng có một cái gì đó gọi là giao lưu các kiểu. Mà mình không biết là cái nhiệm vụ của mình nó đi đến đâu đây. Tại bến tàu, tôi tìm thấy những đứa trẻ đang chuẩn bị chạy trốn khỏi nhà. Thông qua trò chuyện, mặc dù tôi hiểu được nội tâm của chúng, nhưng tôi không thể thuyết phục chúng từ bỏ, cho đến khi bố mẹ chúng xuất hiện sau lưng tôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì cái kết cuối cùng cũng có hậu. Còn gì hạnh phúc hơn bằng hơi ấm tình thân? Và chúng ta cũng đã kết thúc cái câu chuyện thám hiểm thiếu niên cưỡi sóng. Thật sự là khá là nhức cái đầu anh em, khá là nhức cái đầu khi mà chúng ta giải mã được cái giấy nhắn bị bỏ này. Khá là khó, nhưng mà cuối cùng cô cũng đã giải mã cho anh em. Và nếu anh em cảm thấy hữu ích thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh. Đừng quên copy cái link video này dán vào group Zalo Gui để cho những anh em khác có thể thực hiện cái nhiệm vụ này nha. Và cuối cùng là mình luôn cập nhật những nhiệm vụ thám hiểm ở trên trang Facebook của mình, đó chính là LNB Channel.
anh em vào cái trang của mình là LNB Channel. Anh em có thể nhìn cái chỗ đáng chú ý là mình luôn luôn lúc nào mình cũng sẽ tổng hợp và luôn luôn lúc nào cũng cập nhật những video, những nhiệm vụ mới mình sẽ cập nhật ở chỗ này. Hoặc là anh em có thể vào kênh LNB Channel của mình, bấm vào playlist và bấm vào Revelation Thiên Dụ Nhiệm Vụ Ẩn Thám Hiểm, sẽ có tất cả những nhiệm vụ mà cua đã up video lên cho anh em. Anh em có thể tham khảo và có thể tìm kiếm những nhiệm vụ mà anh em chưa làm và theo dõi nha. Và nếu thích video này, các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nhỏ nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.